khám phá am chúa nhưng lại lọt hồ. Do con đường người dân chỉ đi am chúa đang sửa chữa nên Quyền phải đi đường vòng một chút xíu. Không ngờ hai bên đường là những cánh đồng lúa bạc ngàn xanh mát, còn phía xa là những đồi núi chập trùng. Khung cảnh thật yên bình tĩnh lặng, khác xa sự tấp nập hối hả của phố thị. Đang lây hoay không biết đường nào đi tiếp tới am chúa thì Quyền lọt vào khu vực hồ am chúa. Đây là một địa điểm du lịch dã ngoại thú vị, một tọa độ sống ảo cực đỉnh đang khiến các bạn trẻ đứng ngồi không yên vào thời gian gần đây khi đến Khánh Hòa, Nha Trang. Thật lòng thì Quyền cảm nhận được sự bình yên đến khác lạ trước không gian bao la nơi đây, màu xanh của hồ nước, của những dãy núi chập trùng, của cánh đồng, của bầu trời, cho Quyền những giây phút thư giãn và thật là chill. Chào bạn, không rất là đẹp. Đây là hồ Am Chúa ở Khánh Hòa, Nha Trang. Khu vực này bờ hồ rất là rộng, nước xanh, trong, sạch, trời rất mát mẻ. Rất là nhiều người dân vào đây người ta câu cá giải trí. Còn sau đây là những lưu ý khi đến tham quan hồ Am Chúa, Nha Trang, Khánh Hòa là nhớ sạc đầy pin điện thoại, máy ảnh, vì ở đây chỉ cần chúng ta giơ máy lên là các bắm có ngay một ảnh tuyệt đẹp. Nếu có cắm trại dã ngoại thì bạn nhớ thu dọn rác sạch sẽ nhé. À, khu vực này không có hàng quán gì hết nên có ăn uống thì hãy chuẩn bị đem theo trước nha. Mai là Quyền có thủ sẵn vài hộp cơm dinh dưỡng để ăn chống đói, nếu không thì đói meo. Mời bạn ăn cùng Quyền nha, ăn xong rồi đi quay phim tiếp. Tham quan khu vực này thì Quyền hối tiếc nhất là không kịp ghé thăm Am Chúa. Nghe nói là nơi có giá trị văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng to lớn đối với người dân Khánh Hòa. Cả nhà có muốn biết là gì không?